Trước sự tăng giá đột biến của xăng dầu thế giới, từ 21 giờ tối hôm qua ngày 5 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng thêm 1.950 đồng một lít. Theo đó, giá bán lẻ xăng RON 92 và RON 95 tại hệ thống Petrolimex, đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước, là 19.230 đến 20.220 đồng một lít. Riêng tại địa bàn Lâm Đồng thuộc vùng 2, nên giá xăng dầu được điều chỉnh như sau. Xăng RON 95 tăng lên 20.200 đồng một lít. Xăng RON 92 là 19.610 đồng một lít. Dầu hỏa 15.810 đồng một lít. Đối với các mặt hàng như dầu diesel và dầu ma rút, giá không thay đổi. Lý do Bộ Công Thương nêu có thời điểm, như ngày 4 tháng 5 năm 2015, giá xăng RON 92 đã tăng lên mức 80,890 đô la Mỹ một thùng, khiến cho giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu kỳ tính giá ngày 5 tháng 5 năm 2015 chênh lệch lớn so với giá bán hiện hành. Theo tính toán, nếu không có biện pháp xả quỹ bình ổn, 92 phải tăng 3.387 đồng một lít. Dầu diesel 0,05S tăng 332 đồng một lít, dầu ma rút 3,5S tăng 303 đồng một kg. Vì vậy, Liên Bộ đã quyết định chỉ tăng giá một phần kể trên, một phần còn lại xả quỹ bình ổn xăng dầu. Bộ Công Thương khẳng định việc điều hành trên đã theo hướng hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân.